quý vị, ngày 22 tháng 7 năm 2022, thông tin từ Công an thành phố Thủ Đức tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đang tạm giữ nhóm 6 người tự xưng là hiệp sĩ đường phố. Theo phản ánh của người dân, nhóm người này thường xuyên chặn xe người vi phạm giao thông lúc đêm khuya và yêu cầu chung chi tiền mới bỏ qua lỗi. Theo thông tin ban đầu, nhóm người này thành lập hội nhóm hiệp sĩ đường phố trên mạng xã hội và thường xuyên đi tuần tra phòng chống tội phạm trên các tuyến đường tại thành phố Thủ Đức và khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Dương. Công an thành phố Thủ Đức đã vào cuộc xác minh và mời 6 người trong nhóm hiệp sĩ đường phố vừa nêu lên cơ quan để làm rõ. Hiện công an thành phố Thủ Đức đang lập hồ sơ mở rộng điều tra những vi phạm của nhóm hiệp sĩ đường phố này. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.